chào mừng các em đến với trang nơi dạy hay.com hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em bài nói và nghe thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội bài học nằm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 2 bộ sách cánh chiều chúng ta cùng bắt đầu bài học ngay thôi nhé ở bài học này chúng ta có câu hỏi trang 26 như sau hãy thuyết trình quan niệm của em về lòng yêu nước để thuyết trình được quan niệm về lòng yêu nước các em hãy xác định đối tượng xác định mục đích của người nói, của người nghe, xác định không gian và thời gian nói, sau đó tìm ý và lập dàn ý cho bài nói của mình. Các em có thể tham khảo dàn ý sau đây. Phần mở đầu sẽ là lời chào, lời giới thiệu bản thân, giới thiệu về lòng yêu nước. Phần nội dung, luận điểm 1, chúng ta sẽ giải thích thế nào là lòng yêu nước, đó là thứ tình cảm thiêng liêng là sự tôn trọng, tôn thờ ghi khắc trong tim đối với đất nước mà mình đang sinh sống. Luận điểm 2. Biểu hiện của lòng yêu nước Trong giai đoạn chiến tranh, giành độc lập, ở thời kỳ phong kiến, bao cuộc khởi nghĩa nổ ra nhằm thoát khỏi ách đồ hộ phương Bắc. Trong hai cuộc kháng chiến chống thức dân Pháp và đế quốc Mỹ trường kỳ của dân tộc ta, tinh thần yêu nước cũng được thể hiện bằng bao sự hy sinh của đồng bào, không phân biệt địa vị, giới tính, vùng miền. Tình yêu nước giai đoạn này hết sức mạnh mẽ bằng một con đường chung nhất đó chính là đấu tranh giải phóng dân tộc. Chúng ta có thể nêu lên các dân chứng như mỗi lần giặc ngoài xâm sang xâm lược trong lịch sử ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên, quân Thanh, quân Minh, kháng chiến chống thực dân Pháp hay đế quốc Mỹ. Biểu hiện của lòng yêu nước trong giai đoạn hòa bình phát triển khi mới giành được độc lập, lòng yêu nước biểu hiện thành tinh thần xây dựng, kiến thiết đất nước buổi đầu, trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay thì đó là sự phần tầm thế giới khẳng định hai tiếng Việt Nam trên bản đồ thế giới tình yêu nước thời kỳ mới được tiến hành đa dạng bằng nhiều cách thức hơn có thể là một người nông dân đưa lúa gạo đi xuất khẩu là anh chiến sĩ hải đảo giữ vững chủ quyền ngoài biển khơi đoàn doanh nhân đưa thương hiệu Việt Nam tới bạn bè Nam Châu các y bác sĩ tình nguyện viên sung phong tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 chúng ta có thể lấy dẫn chứng như doanh nhân Phạm Nhật Vượng hay thiếu tá Vi Văn Nhất đã hy sinh khi đánh án ma túy hay là các kèm học sinh đã giải cao trong các kỳ thi quốc tế. Luận điểm 3, chúng ta sẽ nói về vai trò của lòng yêu nước. Lòng yêu nước là chìa khóa vạn năng có thể đưa đất nước vượt qua mọi tràn nan thử thách. Lòng yêu nước là dòng sứ ngọt mắt, nuôi dưỡng tâm hồn những người con đất Việt. Lòng yêu nước là bệ đỡ vững chắc cho mọi thành công sau này của thế hệ người Việt Nam. Lòng yêu nước là nguồn cảm hứng bất tận, đi vào biết bao trang thơ văn, nói chí tỏ lòng, diễn tả bất tận mọi cùng bậc tình cảm của lòng yêu nước. Và chính lòng yêu nước khiến con người ta sống có trách nhiệm hơn với gia đình, quê hương, đất nước. Luận điểm 4. Trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như giúp đỡ mọi người tìm hiểu về truyền thống lịch sử của dân tộc nỗ lực tiếp thu tri thức của nhân loại. Lòng yêu nước còn thể hiện ở việc bản thân mỗi cá nhân cố gắng hoàn thành mục tiêu tốt đẹp của bản thân mình. Khi mỗi cá nhân phát triển, tức là cả cộng đồng cùng nhau phát triển. Yêu cảnh sắc quê hương, yêu nơi trốn rau cắt rốn, yêu thương giúp đỡ bạn bè. Không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức để trở thành những con người đủ sức, đủ tài. Kết bài, chúng ta sẽ khẳng định lại vấn đề các em có thể tham khảo bài nói sau đây. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng viết, Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Chào thầy, cô và các bạn, nhắc đến vẻ đẹp truyền thống của những người con đất Việt, ta không thể nhắc đến lòng yêu nước nồng nàn, yêu nước không phải là một khái niệm xa xôi, chủ tượng, đó là tình cảm giản dị, gần gũi nhưng vô cùng thiêng liêng, bắt nguồn từ sự trân trọng, nâng niu mà ta dành cho những sự vật quanh mình, cho những con người ta yêu thương, gắn bó. Biểu hiện của lòng yêu nước cũng nằm ngay trong ý thức, hành động hàng ngày của mỗi chúng ta. Trong thời chiến, nó sục sôi và cuộn trào cùng với các cuộc khởi nghĩa, cùng lớp lớp thanh niên sẵn sàng hy sinh tính mạng khi lên đường nhập ngũ. Trong thời bình, mỗi người thể hiện tình yêu nước bằng cách chăm chỉ trong số tri thức, cần cù lao động và rèn luyện đạo đức với mong muốn đem đến cuộc sống tươi mới hơn cho bản thân, gia đình và cộng dân tộc mình. Cứ như vậy, lòng yêu nước đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành nguồn sức mạnh vô giá, thành trời dây kết nối trái tim những con lạc cháu hồng, giúp ta có thể lập nên những chiến công đừng lấy nam châu, chấn động địa cầu. Chính tình yêu nước của thế hệ đi trước đã tạo dựng niềm tin cho thế hệ mai sau. Dù thế hệ trẻ có lập nghiệp nơi đâu, chân địa cầu trống lớn, những người còn Việt Nam ta vẫn luôn giữ trong trái tim mình tình yêu nước nồng nàn để nhớ, để ngưỡng vọng và cũng để khát khao được làm điều gì đó cho mạnh đất chữ ép thần thương Việt Nam. Như vậy là cô và các em đã tìm hiểu xong bài nói và nghe, thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, tập 2, bộ sách Cánh diều. Các em hãy truy cập vào trang đời giải hay com để xem tiếp các bài dạy tiếp theo. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em.